Hello, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Phương Game sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về tâm linh. Quý vị có thể là không tin câu chuyện này. Còn những ai đã hồi hủi xa xưa, thập niên 70-80, thì người ta sẽ hiểu. Chúng ta thường thường, hồi nhỏ chúng ta rất là sợ. Chúng ta sợ đi ra cái ngã ba đường. Người ta kêu bằng đầu làng đó, hoặc là chúng ta sợ đi qua một cái cây cổ thụ, đa số là cây đa, cây rừa hoặc là cây gòn, vì lúc đó cái cuộc sống ở vùng quê còn rất là thiếu thốn và thiếu người. Ở vùng quê xa, thật là xa, hầu như là không có bóng người. Chính vì lẽ đó mà người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần, cho nên mọi người tự nhiên lẹo lưỡi. Quý vị xem mà nãy giờ mình kể chuyện có ai ngồi sau lưng không ạ? Thì hồi nhỏ đó, hồi nhỏ mà tôi nói mọi người nghe là rất là nhỏ, vào thời điểm năm 1985 và năm 1986 thì con người ở Gạch Giá, Kiên Giang vẫn còn người thơ thớt rất là nhiều. Những đứa nhỏ đi học chỉ đi bộ mà thôi, trong đó có mình phải băng qua những cái một cái đường nhỏ hẹp, người ta kêu bằng con đường mòn đó. Đường đó thì cây cỏ mọc rất là nhiều, người ta đi nhiều quá, do đó sẽ trở thành một con đường mòn. Con đường mòn đó cây cỏi tùm, và những điều lạ lùng ưa xuất hiện vào giờ linh. Thường thường giờ linh đó là 5:30 chiều hoặc là 12 giờ trưa, khi chúng ta đi ngang một bụi tre rất là bự như thế này, chúng ta bỗng nghe được tiếng tiếng cười khúc khích. Nói cái nổi da gà mọi người, thường thường nghe một tiếng cười khúc khích và có cái sự mời mọc. Em ơi, ở lại chơi với chị nè, chị ở một mình, chị buồn lắm. Đó là những cái câu chuyện mà có thể là những cái thế hệ như mình, những thế hệ 8X và những thế hệ 7X rưỡi sẽ hiểu rõ. Tại vì lúc đó cái đất rất là rộng, mà người ta ở thì tập trung một chỗ thôi, chứ không chia ra rải rác. Bây giờ tôi nói mọi người nghe là có những câu chuyện mà kể cho quý vị nghe là muốn rất là rùng rợn. Đó là những cái câu chuyện về cắm câu, cắm cái cần câu gì đó, dở lên thì nó không dính cá mà nó dính thứ khác. Do đó những cái người nào mà yếu bóng vía, người ta kêu gọi yếu bóng vía đó, đi đâu cũng gặp hết trơn á, thì những người đó mình nghĩ là không thể nào đi cắm câu được đâu, thấy cái xỉu à. Mà tôi nói mọi người nghe, cái chỗ nào mà ma nó nhát nhiều thì chỗ có cá lại bự và nhiều, nó ngộ đời như vậy đó. Mình nhớ lúc còn nhỏ bà ngoại mình kể, đi mà đi đơm cá đó xích về không hết luôn. Tại vì lúc đó là hầu như là trên qua khỏi 5:30 là trời bắt đầu xế chiều, thì người ta đóng cửa đi ngủ sớm. Thứ nhất là đường nó vắng tanh, nó không có bóng đèn điện, nó không sáng trưng như vậy như mình, và đường rất là âm u. Mình nhớ hồi nhỏ đó, mình đi chơi đó, hơi khuya về mà đi một đống nha, nha đi 7-8 đứa vậy đó. Ông nội mình dặn đó là con nhớ bẻ một cái nhánh cây vô tầm, hay là một nhánh cây 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 tầm vong để mà thủ theo, lỡ mai con có đi ngang những bụi tre như vậy mà có nghe những cái tiếng cười tiếng giỡn mà rủ mình đi chơi thì con nói là tôi thôi tôi đi về rồi, tôi không đừng có rủ tôi chơi giờ này khuya rồi, thì chúng ta phải thủ thế thôi. Đó là những cái
câu chuyện rất là thú vị về tâm linh. Quý vị có thể là không tin, nhưng những người đã từng trải qua thì chúng ta nghe vậy là chúng ta biết liền. Thì cái chủ đề sắp tới hôm nay Mai sẽ kể là những cái chủ đề như vậy. Tuy nhiên những câu chuyện như vậy thì chúng ta nghe rất là nhàm chán rồi. Phương Mai sẽ kể về những cái vấn đề mà hết sức là bất ngờ. Cũng có rất nhiều người thân của mình, bạn bè của mình cho mình nhiều cái câu chuyện rất là hay. Là quý vị có nghe có câu chuyện mà mắt thằng dưới chưa? Có một cái cô gái tuổi đôi mươi, cứ hễ mà trời sập tối là đi xuống sông tắm mà không bao giờ cô này chìm. Nguyên nhân á, vì biết là người ta kêu bằng mắt thằng dưới. Có nói sai mọi người bỏ qua cho mình, góp ý với mình ở dưới comment này nhé, cái bên video nhé. Tức là tắm ban đêm mà phơi đồ nhỏ nó rớt xuống nước, mà ngay giờ linh có ông lên bà xuống nào đó lụm được, thì thành ra là giống như mà hợp tuổi quá. Do đó cái cô gái trẻ này cứ hễ mà trời sập tối không còn ánh sáng mặt trời nữa là bắt đầu lội xuống sông tắm. Tắm xong cái cho đã, cái lên trên mùng ngủ nói chuyện lảm nhảm một mình, khúc kha khúc khích, khúc kha khúc khích. Đó là những trường hợp mà chúng ta đã đụng chạm vào tâm linh mà hợp tuổi. Khi mà chúng ta hợp tuổi với một cái người vô hình nào đó thì họ sẽ không buông tha chúng ta đâu, họ sẽ chơi với chúng ta, chơi tới khi nào hết cơ duyên, hay là chơi tới khi nào mà có một cái người nào bật tay trên mà chiên chụp những cái thứ đó ra ngoài khỏi cơ thể mình thì cái câu chuyện nó mới kết thúc. Thì tôi nói mọi người nghe là cứ như vậy hoài, giống như mà vợ chồng son giỡn chuyện với nhau vậy đó. Cứ ban ngày thì làm việc bình thường, không là không có vấn đề gì cả, rồi ban đêm khi mà mặt trời thì tắt xuống thì bắt đầu xuống sông tắm, tắm hoài tắm mãi, không biết bơi mà nó cứ nổi hoài, rồi chui vào mùng nói chuyện khúc khích khúc khích. Rồi từ khi mà có xuất hiện những hành động lạ như vậy thì cô này cũng bắt đầu sức khỏe mới xuống sắc, xanh lè xanh mét hết trơn, giống như mà cô này đã bị hút hết cái khí dương ở trong mình ra, chỉ còn khí âm thôi. Thì rất là may mắn, thì khi mà ba mẹ cô này đi đi mua đồ ăn thì gặp được một cái người chuyên chuyên mà về cái sự việc mà trục vớt những cái đó ra. Cái người này năn nỉ quá trời, sau đó đi lại cái chỗ nhà cô này thắp nhang, sau đó cúng trái cây, nói thôi duyên phận bao nhiêu đó được rồi, cô này còn trẻ và còn phải lập gia đình, thôi thì hãy tha cho cô này đi, tôi sẽ cúng trả lễ một con vịt, một con gà hay là trái cây hay là thế nào, nhang đèn thế nào đó, nếu mà thật sự thương mến cô này thì hãy tha cho cô này, cô này còn quá trẻ tuổi đôi mươi còn lập gia đình này nữa, nếu cứ đi theo như vậy hoài thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng và có thể là đi về với Phật tổ luôn. Thì cúng vái đủ điều hết trơn, thì cuối cùng đến cái ngày mà giống như mà cái ngày mà hết duyên hết phận rồi đó, thì cái người ta xuất ra. Từ đó mọi người nghe, khi mà cái cô gái này trục vớt được cái quần nhỏ ra lên lên trên được rồi đó, rồi đốt bỏ đó, là giống như mà hóa giải được cái lời nguyền, cái duyên phận. Quý vị có tin là 3 năm cô này không tắm không ạ? Không tắm dưới sông á, chứ không phải là không tắm nha, không tắm sao chịu nổi. Và cuối cùng là sức khỏe trở lại bình thường và có gia đình, có gia đình lại. Còn nhiều cái chuyện kỳ bí lắm, chúng ta tin thì chúng ta tin, còn chúng ta không tin thì thôi, chứ Phương Nghe Mai không biết làm sao. Thì
Đó là những cái câu chuyện rất là kỳ bí hồi thổi xa xưa, khi mà cái con người ta ở ở một cái vùng đất mà ít hơn, quá ít một sớm gì á, mình nghĩ là tụm năm tụm ba chơi với ánh trăng á, một sớm như vậy để mình coi khoảng chắc khoảng chừng 4 gia hoặc 5 gia đình nè. Do đó mình cũng nói với mọi người là bà con xa không bằng láng liền gần là vậy, tối lửa tắt đèn hãy có nhau. Những cái đám cưới hồi xưa đó rất là vui mọi người, vui lắm. Đám cưới hồi xưa hầu như là không có tốn cái gì cả, một người qua làm gà, một người qua làm vịt, một người qua làm heo, rồi mọi người góp chung tay làm, rồi cổng rào, cổng đám cưới họ đều giúp nhau làm bằng cây đụng đỉnh, rất là đẹp. Nói chung là cuộc sống hồi xưa có thể là khó khăn hơn bây giờ, không có nhiều cái hiện đại hơn bây giờ, nhưng mà nói chung cuộc sống hồi xưa là cuộc sống rất là có tình làng nghĩa xóm, chứ không phải giống như bây giờ mà sát cửa với nhau, chỉnh cái là tới công chuyện, họ không bao giờ biết nhường nhịn nhau, họ không bao giờ có sự yêu thương nhau. Nói như vậy thì mọi người lại nói mình bôi đũa cá nắm, nhưng thực tế nó là như vậy. Hồi xưa tôi nói mọi người nghe, đất rộng đó, người ta có thể là cắt cho nhau 1 công 2 công đất, 3 công đất là chuyện bình thường, để cho hai bên, mà tôi nói mọi người là ví dụ như ở cùng nhau để cho nó vui, cả vui, vui nhà vui cửa như vậy, thì có những cái chuyện kỳ bí như vậy. Còn cái vấn đề mà bụi tre làng đó, mình nhớ hồi nhỏ ở cái ngã ba mình, cái khu tập thể á, cái khu tập thể của những cái người bên điện ảnh đó, những người làm về rạp chiếu phim đó, là trong cái ngã ba mà nhà nước cấp đất cho họ ở đó, thì có một bụi tre rất là lớn, rất là bự nè, bụi tre rai nữa. Tôi nói mọi người nghe là gặp suốt, hễ mà ai ai say và đi cái đường đó đó, tôi nói là sáng ra là xe ăn bên, người thì ngủ ở trong bụi tre gai đó, mà không biết cách nào mà chui ra được. Có một số người á, tôi nói mọi người nghe là chui vào bụi tre đó ngủ mà sáng ra không được, khóc sùm rồi phải chặt cái bụi tre đó ra, chặt một lỗ vậy nè, giống như lỗ chó vậy đó, ngồi mới chui ra được, chứ không cách nào mà chui ra được, mà không biết cách nào chui vô. Đó là những câu chuyện lạ lẫm và hết sức ly kỳ. Bây giờ thì có quá nhiều tiểu thuyết nói về những cái chuyện tâm linh, nó thật là chỉ chuyện ma cỏ như vậy, nhưng mà đó là những vấn đề mà người thật việc thật, chứ không phải là vấn đề mà tự mình suy nghĩ ra một câu chuyện như vậy để mình kể, mà mình cho mọi người nghe để mang tính ly kỳ, mà thực tế câu chuyện đó mình đã trải qua. Cứ mỗi lần mấy ông say say về chạy cái đường gần nhà mình, sáng ra thấy xe nằm bên, còn ổng thì chui vô bụi tre nó nằm, rồi la sùm hết trơn ra không được. Mấy người đó cười khúc khích đó, ủa tối chui vô bằng cách nào mà bây giờ ông lại chui ra không được, thì cái ông đó nói tôi không biết, về tới nhà thì có người mở cửa thì tôi đi vô, chứ tôi không có nhớ gì đâu, tôi say tôi không nhớ gì. Đó là những câu chuyện rất là ly kỳ, cũng giống như cái câu chuyện mà cái anh này anh đi bộ đội, ảnh có một người vợ rất là trẻ ở nhà. Câu chuyện này cổ tích rất là xưa nha. Ảnh khi mà đi bộ đội về xong đó, chiến tranh về rồi, thì ảnh bước vô nhà, vợ ảnh cũng ra làm đồ ăn cho ảnh nghe đàng hoàng. Nhưng mà tôi nói mọi người nghe là khi mình kể cái chuyện này mình còn nổi da gà đó. Làm đồ ăn cho ảnh ăn đàng hoàng, nhưng khi ảnh ảnh lên cái giường ngủ của vợ mình đó, thì ảnh hửi mùi khẳng khẳng. Thực tế vợ ảnh bị sốt rét đã mất từ lâu rồi, vì cái sự uất ức ở trong lòng không chịu đi đầu thai, nói tại chồng mình cưới mình về rồi bỏ mình, do đó cái tâm người này chưa có tịnh, cái hồn vẫn còn vương vấn ở đó mãi, do đó một thời gian thì biến thành quỷ, chờ chồng về ăn thịt chồng mà mới chịu đi đầu thai. Tại ông này nè, chứ đúng ra tôi cưới ông khác thì tôi sẽ không có cái cuộc này, tôi bị bệnh, tôi bị ốm, tôi đau, không ai chăm sóc cả. Mà mọi người biết là hồi xưa cái nhà người ta cách nhau xa lắm, bởi vì tôi nói với người nghe là lúc nào mình cũng nói là bà con xa bằng láng gần như vậy đó, tắt đèn có nhau, chứ bị bệnh mà dạng bệnh bệnh sốt mà nằm như vậy không có người chăm sóc là dễ bị dễ lên đường gặp phật tổ lắm.
cái khi mà anh nằm xuống anh ôm người vợ anh thấy mùi khẳng khẳng anh nghi rồi. Thì trong cái lúc mà ảnh đi bộ đội đó, ảnh có một cái một người cha nuôi cho ảnh một tấm bùa và đã đoán được cái sự việc này là xảy ra trong tương lai, nói mày sẽ chỉ qua một kiếp nạn, mày lấy cái bùa này ra thì có thể người sẽ tai qua nạn khỏi, còn không kiếp nạn này mày không thể thoát được, là mày phải chịu. Thì anh bật anh đứng dậy nói để chồng, để anh ra ngoài kia anh uống miếng nước, anh khát nước quá anh uống miếng nước. Thì vừa mở cửa ra cái là anh tóc chạy liền, lập tức cái con kia con quỷ rồi đó, quỷ là muốn ăn thịt chồng rồi đó, là gương theo. Mà anh nghe cái người cha nuôi anh dặn rằng nếu con có trốn trốn vợ con hay là trốn con quỷ con ma nào đó thì con đừng trốn vào chùa vào đình nha, con trốn vào cái mã là tốt nhất. Cái anh bộ đội anh hỏi tại sao như vậy, tại vì người trong chùa không biết nói dóc sẽ chỉ chỗ trốn của con, do đó chỉ con ma biết nói dóc thôi, con chạy gặp cái mã nào con vô đó con xin người ta thôi cho tôi trốn một chút, vợ tôi thành quỷ rồi, tôi qua được 12 giờ khuya hôm nay thì cái kiếp nạn tôi mới qua được, còn không cô ta sẽ bắt tôi đi theo cổ vì sự uất hận, cưới về mà không lo, để cho người vợ mỏi mòn bị bệnh mà không ai chăm sóc, mất ở nhà, do đó là cái hồn còn vương vắng, đợi chồng về ăn thịt chồng rồi mới chịu đi đầu thai. Thì anh này ảnh nghe lời của cái người cha nuôi ảnh vậy mà màng ảnh cũng có lớn, chắc nhờ ảnh sống có đức có đạo lắm, người ta bảo vệ. Thì anh chạy lại với ngã ba anh gặp cái mã, anh chạy lại cái mã đó anh nói cho con trốn, cho con trốn. Thì cái mã nó cũng có người trong đó hỏi làm gì mà trốn, nói con đi bộ đội về nhưng mà vợ con giờ thành quỷ rồi, nó đòi ăn thịt con, bây giờ cho con trốn đi, hết 12 giờ khuya hôm nay thì con mới qua nàng khỏi cô ta mới đi đầu thai được. Cái ừ rồi trốn đi, rồi trốn thì trốn đi, cái bắt đầu vợ ảnh chạy theo sau. Tôi nói mọi người nghe là tôi nói nổi da gà đó à ha. Rồi cái người ta hỏi anh thấy chồng tôi chạy hướng nào, thì cái anh ở mã đó nói rằng tôi thấy chạy hướng đó đó, cảm ơn tôi phan hình ảnh mới được, tôi mới bỏ được cái cơn tức giận này, ảnh cưới tôi mà ảnh không có lo cho tôi để tôi mất như vậy đó, bây giờ tôi phải ăn thịt ảnh, mà nếu không ăn thịt ảnh tới tới 12 giờ khuya hôm nay tôi cũng phải đi đầu thai thôi. Vì thấy là trong cuộc đời của chúng ta phải luôn luôn học hỏi và chúng ta cũng phải luôn luôn sống có đạo đức thì tự nhiên có người khác giúp chúng ta, còn chúng ta cứ sống mà đi lừa gạt người khác, chúng ta sống không có đạo đức thì chính bản thân chúng ta lấy hết đức của chúng ta xài thì một ngày nào đó đại họa đến với chúng ta và chúng ta không không thể nào tránh khỏi, đó là điều rất là tất nhiên trong cuộc sống này. Ok, hôm nay hôm nay ba chỉ là một cái nháp sơ, một chủ đề sơ này thôi, kể đến mọi người, cũng mong mọi người sẽ ủng hộ mình với chủ đề mới này. Chủ đề sắp tới cũng vẫn là chủ đề tâm linh, chủ đề bị ma, chủ đề điều quỷ, nhưng đó là những câu chuyện mà thực tế là có thật ở xóm làng truyền miệng với nhau. Câu chuyện sắp tới mình sẽ kể cho mọi người nghe, đó là câu chuyện tới số rồi thì không thể nào chạy được. Giống như mình thường nói đó, người còn làm trời còn nhìn, lưới trời lồng lộng thi thưa mà khó thoát. Khi cái kiếp nạn đã đến và dương đã tặng thì chúng ta làm cách nào chúng ta cũng không thể nào thoát khỏi được. Đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa rồi thì không thể nào tránh khỏi. Ok, một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi kể chuyện lung tung beng lộn xộn như ngày hôm nay, và có những cái lúc mà mình nói chuyện mà mình quên, có những phát âm còn ngọng nghịu, cũng mong muốn rằng mọi người sẽ góp ý cho mình để mình hoàn thiện tốt hơn. Đây là một câu chuyện mình kể ngẫu nhiên, không có kịch bản nào cả, chỉ mong muốn rằng
sự ủng hộ của khán giả đối với mình vẫn còn nguyên và ủng hộ chủ đề mới cho mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn và tổng chào tất cả mọi người. Bye bye.